Hello, xin chào quý vị khán giả. Giờ này là 8 giờ rưỡi tối rồi. Sang còn lang thang chưa về nhà. Đang ở tỉnh Lâm Đồng. Như 2 ngày nay mọi người thấy Sang đi phát quà cho những trẻ em ở trường học cấp 1 và mẫu giáo ở Lâm Đồng 2 ngày nay. Giờ là 8 rưỡi chưa nghỉ ngơi nữa, bây giờ phải bò từ ở Lâm Đồng đi qua Phan Thiết để ngày mai tiếp tục phát quà cho bà con nghèo trong chương trình Tết vì người nghèo của Tấm Sen hàng năm. Thì mỗi 5 tấn gạo phát hết 2 tấn mấy à, phát chưa xong còn 2 tấn mấy nữa. Bữa nay bắt đầu ngày mai chạy qua à, bữa nay chạy qua bển, mai bắt đầu phát cho bà con. Mà gắng cố gắng ngày mai nó phát cho nó xong luôn 200 mấy chục hộ, mà không biết phát xong phát nổi không nổi chắc gỡ là nhờ người ta đi phát giùm. Đuối à, mai phải về Sài Gòn tối ngày mốt bắt đầu đi Gạch Giá bàn giao nhà tình thương cho vợ chồng anh Nhọt. 30 mới quay, bắt đầu mới xong xong việc mới quay về Sài Gòn. Về Sài Gòn nghỉ được ngày rồi một tay là tiếp tục lên đường đi tiếp nữa. Ôi trời ơi, thật sự luôn á, cả nhà thấy không, nó quá trời ra việc. Thì sẵn video này Sơn cũng xin chia sẻ đến mọi người. Thật sự bây giờ là bà con nhờ kêu nhờ Sơn giúp đỡ, đặc biệt có cái cháu kia nhắn tin cho Sơn: chú ơi giúp cho con có tiền phẫu thuật, bác sĩ kêu mổ mà không có tiền mổ là con sẽ bị liệt. Bây giờ mình cũng không có kêu gọi ai đâu, mà đi cái kiểu này mà giúp được gì cho người ta. Rất rất nhiều hoàn cảnh nhờ Sang giúp, mà Sang đâu có giúp được đâu. Mọi thứ nó cũng là tùy duyên, hữu duyên đó. Sang đi trên đường Sang giúp thôi, chứ Sang không có thời gian để mà đi phỏng vấn và đi giúp hoàn cảnh. Cho nên đó thì Sang mong bà con hãy hiểu và thông cảm cho. Đó, Sang cũng nói nhiều lần rồi, Tết năm nay Sang thực sự rất là đuối, làm quá nhiều việc cho nên thì Sang không có đủ khả năng để làm tiếp thêm những cái vấn đề là chỗ là giúp cho hoàn cảnh cá nhân, rồi làm tiếp cái việc mà vận hành xe cứu thương cộng đồng. Rồi Sang cũng đã nói nhiều cái video rồi, mong bà con thông cảm. Sang phải nghỉ thời gian, rồi sau đó Sang có kinh phí Sang tiếp tục Sang làm. Thì không có lâu đâu, chắc hết tháng giêng rồi Sang hoạt động lại cái xe cứu thương cộng đồng, bà con thông cảm hiểu cho. Thì Sang không có kêu gọi sự đóng góp lâu rồi, cho nên thì Sang làm vận hành bằng cái tiền mà mình bán cao sao bóp lấy lợi nhuận, mình làm ăn lấy lợi nhuận mình chia sẻ với bà con đó. Cho nên thì thử ra kinh phí nó không có được nhiều, không có giúp được nhiều cái câu chuyện. Thì ở đây Sang cũng nói rồi, có nhiều người kêu Sang kêu gọi là đi để có nhiều người ta ủng hộ rồi để mà tiếp tục đi giúp bà con. Ở đây Sang cũng nói luôn, nó không phải cái vấn đề ở chỗ mà có nhiều kinh phí để đi giúp bà con. Cái quan trọng nhất đó là khi mà Sang kêu gọi thì chắc chắn là mọi người sẽ cùng chung tay với Sang rồi đó. Chắc chắn điều đó, sẽ có kinh phí để mà đi giúp cho mọi người nhiều hơn nữa. Nhưng mà thật sự giờ dù có kinh phí của mọi người đóng góp đi chăng nữa thì Sang cũng không có đủ sức để mà Sang đi tiếp, đi nhiều giống như lúc trước nữa. Thì mỗi ngày năm thì một cái sức khỏe mình nó cũng không có được tốt như hồi xưa, và công việc của mình nó mỗi ngày bây giờ nó càng dày đặc, mình cũng không có đủ cái điều kiện thời gian để mà mình đi được nhiều. Khi mà kêu gọi mạnh quân đóng góp mà mình nhận tiền của mọi người ủng hộ vô á, mà mình không vận hành hết cái số tiền đó đúng theo cái việc thiện nguyện đó, thì cái lương tâm mình nó cắn rứt. Cho nên là chính vì vậy thì Sang mới quyết định là Sang làm một mình trong suốt một thời gian dài qua. Mình có nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, lượng sức mình thôi. Còn mọi cái câu chuyện đó là hoàn cảnh hay là giúp đỡ được một ai thì đó tùy duyên. Khi nào Sang rộng rãi về kinh tế cũng như là thời gian có nhiều thì Sang sẽ giúp nhiều. Còn mà thời gian ít mà kinh tế ít đó, thì Sang sẽ giúp ít. Cho nên thì thử ra mọi người phải hiểu cho. Con số người được trách móc
Rồi lúc này giàu có rồi bắt đầu kiếm đường lặn, làm từ thiện kiếm vài chục tỷ. Trời ơi, tôi nghe mà tôi nói nó nổi da gà. Tôi đâu cần nói đâu, nhưng mà tôi vẫn làm suốt một thời gian dài qua, tôi đâu có kêu gọi ai đâu, mà cứ sao mà trách móc tôi hoài vậy. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn những cái lời mỉa mai trách móc, cảm ơn những cái lời đó, nhờ những cái lời đó mà giúp cho tôi tiếp tục đầy nghị lực để mà tôi đi tiếp, đi làm những cái công việc này không phải là mình phô trương hay vì danh hay vì lợi gì cả, nhưng mà vì cái tình thương mình mong muốn để mình chia sẻ đến mọi người được phần nào hay phần đó, tùy ở cái tấm lòng của Sang, tùy ở cái khả năng của Sang. Số người nói không chạy xe cứu thương nữa, vậy ôm xe cứu thương để làm gì? Trời đất, để tôi ôm nó tôi đem đi bán. Trời, ôm đó thì khả năng tôi có kinh tế nhiều, tôi vận hành tiếp để đi giúp bà con. Sang cũng mong mọi người có một cái suy nghĩ tích cực, đừng nên suy nghĩ tiêu cực, để mà chúng ta dùng những cái lời lẽ yêu thương với nhau, chứ đừng nên dùng cái lời lẽ để mà phỉ báng chà đạp lẫn nhau. Rồi nói về trên cái không gian mạng xã hội, ai cũng muốn nói gì thì cứ việc nói, mình không cấm cản được người ta, cho nên thì tự ra tùy ở các bạn cứ nói. Còn cái mạng xã hội thì có thể mình lên mạng xã hội làm như thế nào là tùy mình, và mạng xã hội cũng có thể là ẩn danh những cái tên, những cái nickname nào được. Cho nên thì thử muốn chửi ai cũng thoải mái, đó là chuyện của các bạn, tùy theo cái khả năng và cái tư duy của các bạn để mà suy nghĩ hoặc là phán xét ai đó. Cho dù mạng xã hội nó bị ẩn, nó được có những cái chức năng ẩn danh thì muốn nói gì nói, nhưng mà cái đạo đức là không thể nào mà ẩn được. Đạo đức nó luôn đi kèm với là cái bản chất của mỗi một con người đó. Dù mình có như thế nào đi chăng nữa, cái đạo đức nó cũng sẽ lòi ra. Sang không muốn nói gì nhiều, Sang gắng cố gắng Sang làm bằng tất cả những gì khả năng mình có để mình làm, để xem Sang sẽ đi được tới đâu. Nhưng chắc chắn một điều, Sang còn một hơi thở cuối cùng, Sang cũng vẫn làm. Dù Sang còn 1.000, Sang cũng vẫn làm. Còn tính hay không thì tùy tất cả những ai mà hay chà đạp và phỉ báng Sang, dùng những cái lời lẽ không hay hoặc là vu khống những cái điều mà không tốt đối với Sang và gia đình Sang. Sang chúc cho tất cả những người đó luôn được mạnh khỏe, và cảm ơn những người mà mỉa mai phỉ báng chà đạp Sang. Cảm ơn mọi người, nhờ những cái lời phỉ báng của mọi người mà giúp cho Sang tiếp tục cái nghị lực và tinh thần để đi tiếp, đi được một bước chân. Đến với mọi cái hoàn cảnh khó khăn nào mà Sang có may mắn đi qua, tiếp cận cái hoàn cảnh đó, hay là những đứa bé ở vùng sâu, vùng xa, cái đó là cái điều mà Sang luôn cảm ơn những cái người mà Sang đã giúp, những trẻ em Sang giúp, những người hoàn cảnh Sang đã giúp. Sang cảm ơn những người đó, cũng cảm ơn luôn những người đó. Vì sao Sang cảm ơn? Khi mà Sang giúp những người đó, những người đó cũng nhận cái sự giúp đỡ của Sang, thì để cho Sang, tạo cho Sang có cái cơ hội để mà mình làm cái việc đó, để mong để tẩy rửa được cái nghiệp trong quá khứ hay cái nghiệp ở hiện tại. Đó là Sang nói một câu cảm ơn chân thành. Không phải mình cho người ta mà bắt người ta mang ơn, mà mình phải ngược lại, mình phải cảm ơn người ta chấp nhận cái sự giúp đỡ của mình, để cho mình có được cái phước lành đó, để mà sám hối đi những cái điều mà nghiệp trong quá khứ mình đã tạo. Đối với Sang luôn mỉm cười và chấp nhận với số phận của mình. Và Sang luôn nhủ trong lòng mình là hãy gắng cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp tục duy trì cái hoạt động thiện nguyện của mình bằng mồ hôi, bằng sức lực, bằng cái tư duy nhỏ bé của mình thôi. Chứ mình cũng chả có phải là giàu có hay là đại gia, đại bác, những kẻ lường gạt hay này kia nọ. Mặc kệ, mình làm được cái gì mình làm. Và cái điều mà Sang luôn quý nhất, luôn trân trọng đến tất cả cô chú, ông bà, anh chị em và các bạn trẻ, những người luôn yêu mến Sang, luôn đồng hành với Sang thông qua cái màn ảnh nhỏ, dù đồng hành với Sang ở góc độ nào, tịnh tài hay là đồng hành trên cái lời động viên, luôn ủng hộ cái việc làm của Sang, hoặc là luôn theo dõi trên những cái video của Sang. Sang luôn tri ân những người như vậy. Đó là cái điều mà Sang biết ơn những người đã yêu quý mình, luôn cổ vũ tinh thần để giúp cho mình vượt qua những cái lúc khó khăn,
mà những cái lúc mà thực sự là bế tắc để động viên mình, cổ vũ cho Sang. Sang cảm ơn tất cả quý bà con ở khắp mọi miền đất nước cũng như là khắp Nam Châu. Rồi thêm một cái điều nữa, Sang cũng cảm ơn tất cả những người mà luôn đi cùng với Sang, dù còn làm hay đã nghỉ làm. Luôn cảm ơn tất cả các bạn đã lựa chọn một cái khoảng thời gian để cùng đồng hành với Sang, đem cái tình yêu thương chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Cuối cùng, cảm ơn má mi của Sang và gia đình nhỏ của Đám Sang, vợ và các con của Đám Sang. Như Sang cũng hay thường nói, ở đời không ai cho ai chén cơm cả. Chỉ có ta mới lựa chọn cái con đường cho ta đi. Nó có được cái sự an lành, hạnh phúc hay không là do ta lựa chọn. Nhưng trên con đường đó, dẫu có nó như thế nào đi chăng nữa, ta phải luôn mỉm cười và chấp nhận với số phận. Đừng bận tâm với những lời mỉa mai, đừng chê trách, đừng hờn dỗi bất kỳ ở khía cạnh nào. Vì ta được sanh ra bởi cha mẹ ta sanh ta ra, và ta lớn lên ta làm việc cho chính bản thân ta và gia đình, kế tiếp là xã hội. Miễn sao mà ta đi trên con đường, cái hành trình của ta, dù giàu hay nghèo, hay sướng hay khổ, mà ta cảm nhận được lương tâm ta không cắn gứt, tâm trí của ta luôn thanh thản là bao nhiêu đó đủ hạnh phúc rồi. Thực sự ra ở đời dù có hơn thua ganh ghét cỡ nào đi chăng nữa, giàu có hay là nghèo, khổ hay là như thế nào chăng nữa, nhắm mắt xuôi tay rồi chúng ta cũng về với vài tấc đất mà thôi, chứ có đem được cái những thứ gì đâu. Chúng ta chỉ có là đem được cái linh hồn đi về cõi vĩnh hằng. Cho nên là trước khi nhắm mắt rồi chúng ta gắng cố gắng làm cái điều gì đó để khi mà chúng ta chết, chúng ta không hối tiếc trong khoảng thời gian chúng ta được sống trên cái cõi đời này. Đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy nó an nhiên tự tại, gửi được cái thông điệp đến cha mẹ, người thân, gia đình của mình, hãnh diện vì mình. Trong khoảng khắc mà tối đêm khuya Sang phải đi di chuyển trên cái hành trình, thì Sang chia sẻ đôi lời đến cho tất cả quý vị. Cả nhà có thể thấy nè, cái bảng này là Sang chuẩn bị quẹo qua cái hướng Bắc Bình. Đây, cả nhà thấy không? Quẹo qua hướng Bắc Bình đó. Đây, thấy không? Quẹo qua hướng Bắc Bình, đây là Sang phải đi hướng về Bình Thạnh. Cứ lang thang dòng ruổi khắp mọi nơi. Một phút trải lòng của Sang trong cái đêm tối. Giờ cũng phải lang thang đi đây. Sang thì tài xế cũng nhiều. Nhiều người hỏi sao có tài xế không kêu chở đi, mình trả lương cho người ta để làm cái gì. Không phải lúc nào Sang cũng phải là bắt buộc tài xế Sang phải chở đi. Tại mình đi mình tự chạy, mình tự cảm nhận cho nó quen rồi. Tài xế Sang chỉ trả lương để cho mấy bạn nó phục vụ công tác xã hội. Còn Sang là khỏi cần phục vụ. Chỉ cần là lên xe ngồi làm ông chủ của Sang để Sang phục vụ chở đi là ok rồi. Sang vui rồi. Sang nói vậy mấy anh lính Sang ba báo Sang cái nhà bắt đầu cái nó cười cả nó vỗ đùi nó chát chát luôn. Nó nói mốt có tài xế chở đi rồi. Mà chở tụi nó đi hoài chứ mà đâu phải nó nói chơi đâu. Năm mới Tết đến chuẩn bị không còn bao lâu nữa, chúng ta đón một cái mùa xuân ấm áp an lành. Thông qua video này kính chúc cho quý cô chú, ông bà, anh chị em và các bạn ở khắp mọi nơi, bất kỳ ở đâu chăng nữa, mong cho tất cả thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui để đón chào xuân 2024. Cảm ơn tất cả mọi người bỏ chút xíu thời gian để mà lắng nghe tám lọt tôi nhiều chuyện, đi khắp mọi nơi để đi nhiều chuyện vậy đó. Nhưng mà cảm thấy hạnh phúc. Nhiều khi đi đường vậy đó, có nhiều người đã chạy theo người ta gượt. Tám lô đạn, tám lọt, tám tổn, tám tổn ơi, tám tổn. Bấm kiên xuống, hỏi gì không? Tám tổn đi đâu à? Đi nhiều chuyện. Ông tắm tổn tắp vô đây cho tôi ké cái tấm hình cái. Xong giờ chụp tấm hình cái bật xong móc ra cho ông bịch nước, cho ít trái cây, ít đồ ăn. Nè ông tắm tổn đem đi theo đường để uống nước. Đó, cái đó là cái giá trị hạnh phúc nhất, dù có tiền cũng không mua được. Thật sự mà nói, hạnh phúc vô bờ bến. Một miếng nước, một lời chào, một lời thăm hỏi của tất mọi cả mọi người gửi đến Sang, Sang tin chắc rằng đó là một cái điều hạnh phúc không gì có, không thể nào mà mua được bằng tiền, mà có tiền chưa chắc mua được đâu.
sang đi vô vùng sâu vùng xa, nhiều khi bà con vùng sâu vùng xa gặp nói trời ơi tám lưu đạn nay đi đâu lọt chứ đây vậy, quỷ vô cùng. Quẹo vô đây ăn với tôi miếng cơm mà về, cảm giác đó mọi người nghĩ như thế nào, cho Sang là bình luận để phần bên dưới. Chắc chắn là cái video này Sang đưa lên là cũng sẽ bị vô phỉ báng ở đây, bị chửi nó đây, à, nằm dưới bình luận mà chơi là giấu cái nickname, không biết mình là ai, nhưng giấu gì giấu, ẩn danh gì ẩn danh, nhưng cái đạo đức không thể nào mà ẩn được. Sang nó đúng không cả nhà, nó đúng cho Sang một like, để lại vừa lưới dưới lời bình luận. Thôi thì chuẩn bị vô đèo đèo Đại Ninh, thì chuẩn bị vô đèo đường nó cũng xấu mà nó quanh co, để Sang tập trung để Sang chạy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau. Bye bye.